Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, có mạng rồi đấy anh em. Người đâu? Người đâu làm gì mà căng? Không biết là nó ở đâu anh em ơi. Ui, súng ngon này. Súng ngon này anh em ơi, gấu da này. Thế thì ổn rồi. MP40 nữa này. Ok. Người đâu qua kêu luôn chứ kẹo ngại gì anh em. Mỗi tội là MP40 này còn lại có 22 viên thôi các bạn ơi, hơi bị ít đấy. Có một đứa bên này à? Phải không vậy? Bên này à? Kẹo chưa thấy nó đâu cả các bạn ơi. Không thấy chỗ này mọi người ơi. Khả năng cao nó trên trời đấy. Có thể nó sợ trên trời này em nghe này. Ui ui. Không có trên tròn luôn cơ. Vậy thì nó đâu nhỉ anh em? Let's go. Sorry mọi người, thế toàn là mình nói hơi nhầm xíu. Đơn giản là nó nhanh quá mà anh em. Nó nhanh quá là lưỡi còn chưa kịp lót luôn cơ. Let's go các bạn. Qua phía này con nào. À đây. Thấy người rồi nhé. Cái đậu xanh nó qua phía nào rồi anh em ơi. Ok đây. Chạy nhanh vậy friend. Đậu xanh em ơi. Ok mọi người. Có luôn được mạng thứ hai rồi các bạn ơi. Đó, mình sẽ qua bên này coi. Đây, tiếp tục thêm mong keo nha anh em. Let's go, mình sẽ lên trên này luôn nhé. Wow. Đây để mình chạy thẳng lên cổng trời luôn nha các bạn. Kẹo không thấy ai cả anh em ơi. Lên luôn phía trên nào anh em. Chắc là ở trên cổng trời chúng ta sẽ có cơ hội có thêm được nhiều mạng hơn nữa nhá. Đây, ăn tạm cái cây nấm ba củ này anh em ơi. Ăn nấm ba củ xong thì các bạn sẽ có được 100 MP nhá. Quan trọng là người thôi. Let's go và cùng kẹo đi săn mạng nào anh em ơi. Đây, mình sẽ chuẩn bị là chạy qua hẳn cái UAV luôn nhá. Chạy qua UAV kiếm mạng cho là dễ nha các bạn. Không thì bình thường anh em chạy đi săn mạng khó khăn lắm. Người đâu rồi vậy anh em ơi? Ok, vị trí đã bị lộ nhưng mà trong UAV này nó lại không có ai cả. Thế đâm ra hơi buồn các bạn ơi. Đây, kẹo đang đi săn mạng nhà các bạn ơi. Săn mạng luôn chứ ngại gì mà không đi săn hả anh em? Ồ. Không có ai cả cái đậu xanh. Thế người ở đâu rồi nhỉ anh em? What the hell? Hai ba người chơi nữa thôi hả? Như vậy là còn lại 50% cái số lượng người chơi ở trong cái và đấu này các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng nhanh chóng và kiếm thêm mạng nhé anh em. Cảnh sát bây giờ là đi kêu mấy thằng tội phạm đi á. Ok em. Ơi tờ tội phạm bắt giữ cho em. Đây là toàn tội phạm tử hình hả mà sao đi kêu luôn em. Qua bên này coi và để coi nào các bạn ơi. Không có ai cả luôn à. Ok. Dùng luôn cái hộp thông tin nhé. Vào đây. Bò tiếp theo sẽ thu tại cái phía doanh trại nha anh em. Doanh trại đấy đấy. Tôi đọc hẳn nhão mồm luôn. Doanh trại anh em thì ghê chưa. Đây các bạn. Ra ngoài một xíu cho thoáng mát này.
Ơ, có mỗi xe lam cả. Ok, thôi kệ. Còn xe nào đành chạy xe đấy vậy? Chứ tôi cũng không có kén xe anh em ơi. Thì mở đây. Qua thôi anh em ơi. Có thì mới qua luôn thôi chứ ngại gì hả các bạn. Uầy, nó là một cái chiếc xe monster truck anh em ạ. Ok ok, qua lấy monster truck và chạy thôi nhỉ anh em. Có phóng lựu cả. Ok, như vậy là kẹo vừa đổi qua phóng lựu rồi nhỉ các bạn. Đơn giản là đại thực lên mình ít quá. Đổi qua phóng lựu chơi cho vui. Let's go nào mọi người ơi. À, lựu đạn này. Ok các bạn ơi, chạy thôi nào. Còn lại 18 người chơi nữa nhá. Rồi nhá các bạn ơi. Và anh em hãy cùng theo chân kẹo đi săn mạng nhé. Trên này chúng ta sẽ có thế nào anh em ơi? 17 người chơi nữa thôi mà. Nhưng mà công nhận anh em thấy kẹo khổ sở không chạy nãy giờ này. Qua cổng chờ này, vòng xuống khu dân cư này, xuống xưởng cơ khí các kiểu này. Đấy, qua cả cái khu vực là thắt đồng hồ nữa nhưng mà chẳng thấy người đâu. Nên là bây giờ tôi vẫn đang lang thang để mong rằng sẽ kiếm thêm mạng được anh em ơi. Khó khăn quá mà. Người đâu cả rồi anh em ơi? Không thấy ai cả, hơi buồn. Let's go nào các bạn ơi. Ủa ơi, người đâu rồi? Kẹo không có thấy này. À, ngoài này chắc là không có ai đâu nha em ơi. À, hình như là phía này có một cái, có một cái con xe mới này. Ok ok. Không phải. Nhìn tưởng như là một cái con xe thể thao hay chỗ nhưng mà không phải. Nó chỉ là một cái bệ phóng mà thôi. À đây, đây đây. Mãi ngoài này mới là một cái con xe hay chỗ màu đen nhá. Ơ, à, vẫn là bệ phóng cả. Hôm nay là kẹo nhìn nhầm anh em ơi. Cứ tất cả xe toàn là bệ phóng mà thôi nha anh em. Trông nhìn sao nó màu đen các bạn ạ. Wow. Let's go và chúng ta sẽ qua cái phía này coi nha anh em. Người đâu chẳng thấy đâu anh em ơi. Chúng nó lại trốn hết cả rồi cơ. Quá buồn. Đây mình sẽ lách khỏi cái vùng đen gờ ra. Đó, chạy tránh tránh ra một xíu này. Ok, trên này hả? Bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng xế mình như thế chứ bạn ơi. Xuống xe. Cái đậu xanh xuống xe này. Cái đậu xanh xuống xe này em ơi. Ok. Lên bảng điểm số nhà em. Chạy bằng xe lam thế thì ngáo quá rồi em ạ. Ok các bạn. Đây anh em. Ủa ơi. Người hả? Các bạn đang đường. Nó đâu rồi nhỉ anh em? Mình sẽ quấn một xíu cho full máu này anh em. À đây à? Uầy, câu phó liệu thế mà không trúng hả các bạn ơi? Nó đâu rồi anh em ơi? Bây giờ cả. Tưởng đâu cơ. Mình bắn là hơi bị phí phạm đạn anh em ạ. Ok không sao cả. Đây bây giờ là chuẩn bị đổi qua súng tiểu liên MP40 nhé mọi người. Vứt hết đạn xuống trường đi này. Đó. Đượm đạn tiểu liên anh em. Tức này là ổn rồi. Trang bị thừa thì kẹo cũng vứt hết luôn nhé anh em. Đó, có gì thừa vứt luôn. Không ngại gì cả. Cái này là mìn anh em ạ. Gài mìn luôn nhé anh em. Đây, mình cũng sẽ chạy qua đây và gài mìn luôn này. Mỗi cái gài răm ba quả. Đấy, kẻ địch chạy đằng trời anh em ơi. Tôi cứ gài mìn nhiều như này thì kẻ địch có mà chạy bằng đằng trời nhé anh em.
Ăn nấm luôn cho full 200 EP, chơi game cho tự tin các bạn ạ. Đó. Ôi, phía trước có một đứa này. Ok. Có giỏi xuống đây đi em. Bên này à? Bên này à? Ui, bên này Hàm ơi. Chặn em ơi. Lên trên tròi á. Ok luôn. Xem là chú ơi trên tròi được bao nhiêu lâu nha. Đây. Anh cũng lên tròi lần này. Ok các bạn ơi. Kẹo sẽ ngồi đây và kẹo canh nó lên nhá. Xem mày ở trên tròi được bao nhiêu lâu nha. Wow. Đây đây. Thêm người nữa hả? Ui, thêm người nữa hả? Ok. Đây bảng điểm số đây. Đậu xanh mà chạy với anh nhỉ? Đậu xanh mà chạy với anh nhỉ? Đậu xanh mà chạy với anh cả. Chạy bon em ơi. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi em ơi, chạy bon em ơi. Chạy bon em ơi. Lên bảng điểm số luôn nhà em. Ok anh em. Let's go thôi nào. Chúng ta sẽ chạy lại theo phía bo nhà anh em. Đây còn lại có 8 mạng nữa mà thôi. Thì kẹo sẽ cố gắng kiếm tung một luôn ở trong cái ván đấu này nhé mọi người. Chạy bộ thôi cho an toàn anh em. Chắc là mình sẽ chạy qua phía bên này. Đó để ăn cái đường giáp này anh em. Ăn nâng giáp lên 4,5 cho nó trâu nhá. Đây mọi người. Chuẩn bị là có được giáp 4,5 rồi. Ok ngon. Giáp này thì gắt rồi các bạn ơi. Có thêm được một quả bóng keo nữa này. Ok. Hiện tại thì kẹo mới có cho mình được 2 quả bóng keo nha. Mới hơi bị ít này. Kẹo đang dùng điện thoại đó là Xiaomi Black Shark 2 nha anh em. Để kẹo qua phía này coi. Các bạn là chúng ta nên vào trong bo trước thì các bạn sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn này. Uầy. Bắn nhau ghê vậy. Cho kẹo qua góc vui về nhé. Uầy thì mới này. Thì mới ngay cho mình này. Lên 3 điểm số nha em. Nằm như thế này thì ngáo quá rồi em ạ. Ok anh em, thằng này đồ dởm quá nhỉ anh em. Đồ dởm như này chơi gì hả các bạn ơi. Đứng tại đây nhé mọi người. Nó ở cái căn nhà bên cạnh anh em ơi. Ok ok. Để kẹo cứ xuống phía dưới cái này nha. Đây các bạn ơi, bên này có người này. Bên này có người này các bạn ơi. Đậu xanh nhé mày. Ui. Mày chạy banh hả? Vỡ đầu nhà em. Ok mọi người. Mình sẽ qua mình lút xác coi nào. Khá là nhiều đồ ngon các bạn ơi. Let's go thôi. Mỗi tội là bây giờ thì kẹo đã hết bom keo rồi. Pha này hơi căng rồi nha mày. Hết bom keo thì khó tầm một lắm. Bên này à? Bên này à? Ui. Kẹo tưởng là người không phải các bạn ơi. Mình còn tưởng là người nữa cơ. Nó là cái cột thôi thì phải. Đậu xanh anh em ơi gắt quá nhỉ các bạn nhỉ. Đây rồi. Làm gì vậy em ơi? Làm gì vậy em ơi? Chú làm gì còn đấy vậy? Nào qua đây em. Làm gì còn đấy vậy hả em? Đánh câu liệu qua nhá. Câu liệu qua nhà em ơi. Câu liệu không qua tới chỗ nói anh em ơi. Uầy. Kẹo không có bom keo nên là pha này nếu mà công thì hơi bị khó khăn đấy. Có bom keo thì kẹo đã qua công lâu rồi cơ. Đậu xe này em này. Đậu xe này. Uầy. Chạy thôi nha em ơi.
Đó, kẹo cuốn phun máu cái đã. Ghê vậy ai chơi? Nó có phóng liệu các bạn ơi. Thế thôi, mình không nên chạy qua liều mạng để làm cái gì cả. Ok mọi người, cứ nên vào trong bo trước nha anh em, để chúng ta sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn nhá. Chỗ này chúng nó bắn nhau đông lắm. Nó chạy qua đây rồi nha mày. Ok mọi người, một đứa ngay phía sau mình này, ngay phía sau mình cả. Thế thì kinh rồi, thế thì kinh rồi anh em ơi. Ui, đậu xanh các bạn ơi, mình hấp một keo rồi. Các bạn ơi đừng như vậy chứ, mình hấp một keo rồi. Ui, chụp bông keo này anh em, tuyệt vời. Thêm quả quả bông keo rồi anh em ơi. Ok, câu liệu gà quá, hê cho mình. Còn máu phun cái đã nha. Ui, hướng E có thêm người nữa hả? Kinh quá rồi các bạn ơi. Đâu người như này ai chơi? Ok mọi người. Ủa bạn ơi đừng. Ủa bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi. Đừng qua anh em ạ. Bo đã chuẩn bị thu lại rồi này. Đậu xe này. Đã bị hạ rồi cả. Ok. Hai thằng nữa các bạn ơi, đã bị hạ luôn cả. Đây rồi, ngay chỗ này anh em ơi. Đậu xanh nhé em ơi. Yes, nhân giống 10 kill top 1. Yes, như vậy là kẻ nó có được top 1 ở trong cái ván đấu đây rồi nha anh em ơi. Ăn mừng thế nào. Ok mọi người. Yes, mình đã có được 10 kill top 1 ở trong cái ván đấu đó nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.